Người sở hữu năm điều này cả đời không lo nghèo. Kính thưa quý vị, nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình và trở nên giàu có, năm lời khuyên này có thể sẽ rất hữu ích. Chuyện tương lai không ai có thể đoán trước, bởi bản chất thế giới là không ngừng xoay trục. Xuất phát điểm của bạn thấp hơn những người khác cũng chẳng sao, bởi tiền bạc không phải là thứ duy nhất quyết định giá trị. Điều quan trọng là bạn biết cách thay đổi cuộc đời mình, hay cụ thể hơn là biết cách giúp mình trở nên giàu có. Stephen Seaborn, triệu phú tự thân kiêm tác giả cuốn How Rich People Think, cho biết cuộc sống của ông đã thay đổi từ chính nhận thức bên trong. Để trở nên giàu có, tôi phải học cách suy nghĩ như một người giàu. Và khi tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, tiền cứ chảy vào túi lúc nào không biết. Ông Seaborn nói, vị triệu phú này cũng khẳng định, cách duy nhất để học cách suy nghĩ như một người giàu là nghiên cứu chúng. Dưới đây là 5 điều đã thay đổi lối sống Seaborn, giúp ông và rất nhiều các triệu phú tự thân khác trở nên giàu có. Nếu bạn cũng muốn thay đổi cuộc đời mình, 5 lời khuyên này có thể sẽ rất hữu ích. Hai nguồn thu nhập. Người giàu thích kiếm tiền, vậy nên chỉ một nguồn thu nhập sẽ không thể làm họ thỏa mãn. Tờ CNBC trích lời tác giả Thomas C. Coley trong cuốn Change Your Habits, Change Your Life cho biết người giàu không bao giờ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất. Trên thực tế, 65% những người giàu có đều có ít nhất 3 nguồn thu nhập khác nhau trước khi họ kiếm được 1 triệu USD đầu tiên. Chẳng hạn như họ có thể cho thuê bất động sản hoặc làm công việc bán thời gian. Mối quan hệ xã hội tốt. Các mối quan hệ xã hội rất quan trọng. Trong hầu hết các trường hợp, giá trị của bạn được phản ánh rõ nét nhất qua những người bạn chơi thân, bởi bạn có xu hướng trở nên giống với những người mà mình kết giao. Đó là lý do vì sao những người chiến thắng bị thu hút bởi những người chiến thắng. Ông Seaborn từng nói, tác giả Thomas C. Coley cũng từng chung quan điểm. Những người giàu có, thành công rất đề cao các mối quan hệ bạn bè. Mục tiêu của họ là phát triển chúng khi kết giao với những người giàu có khác. Như vậy, không sai khi nói giàu vì bạn. Trong nhóm những con người ưu tú, có người chủ động tiến lên, có người được khuyến khích, có người bị ảnh hưởng. Và suy cho cùng, dù kết quả có ra sao, tất cả họ đều đã cùng nhau đạt được phiên bản tốt nhất của mình ngày hôm qua. Ngược lại, giao du với những người tiêu cực, lười biếng chỉ làm cho bạn cảm thấy chán nản. Hành động, cách sống của họ khiến cho bạn bị ảnh hưởng, dù ít dù nhiều, lâu dần sẽ hình thành quan niệm sợ sệt, không dám đối mặt với thử thách. Khoản tiền tiết kiệm. Theo triệu phú tự thân Grant Cardone, đầu tư giúp bạn trở nên giàu có. Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền là sau này dùng chúng để đầu tư. Trên thực tế, số tiền mà bạn tiết kiệm và đầu tư còn quan trọng hơn cả thu nhập hàng tháng. Chuyên gia tài chính Ramit Sethi viết trong cuốn Tôi dạy bạn làm giàu rằng trung bình các triệu phú chỉ đầu tư 20% thu nhập mỗi năm. Sự giàu có không đến từ số tiền mà họ kiếm được mỗi năm, mà tới từ việc họ đã tiết kiệm và đầu tư như thế nào. Thói quen 20 phút mỗi ngày phát triển bản thân. Coley nhận thấy những người giàu có đều có chung một đặc điểm quan trọng, đó là họ luôn nỗ lực cải thiện bản thân. Đọc một cuốn sách hay tham gia một khóa học rèn luyện kỹ năng là hai trong số những cách tuyệt vời nhất để phát triển bản thân. Khi bước ra khỏi vùng an toàn sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, một khi bạn vượt qua được điều đó, vòng tròn kết nối sẽ được mở rộng và bạn phát triển hơn, Khanley nói. Sự giản dị không phô trương. Tôi đã không mua bất kỳ chiếc đồng hồ hay xe hơi sang trọng nào cho tới khi công ty và các khoản đầu tư của tôi tạo ra nguồn thu nhập an toàn.
Corden, một triệu phú tự thân chia sẻ với tờ CNBC. Ngay cả khi đã trở thành triệu phú, tớ vẫn lái chiếc xe Toyota Camry. Bạn được biết tớ vì bạn là chính bạn, không phải là vì những món đồ xa xỉ mà bạn mua. Tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại của phố Wall, cũng có tư tưởng sống tương tự. Ông thường ăn ở McDonald's và không bao giờ chi quá $3.17 cho chiếc sandwich mỗi sáng. Chín lời khuyên đắt giá giúp phụ nữ tự chủ và hạnh phúc hơn, thay đổi cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, dù là phụ nữ thông minh hay khở dại, bản lĩnh hay yếu mềm, bạn nhất định đừng bỏ lỡ bài viết này. 1. Thay vì nghĩ cách làm thế nào để bào tiền của đàn ông, phụ nữ hãy học cách kiếm tiền. Giờ bạn sẽ thấy, khi có khả năng kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền, thì bạn chẳng cần phải bám víu vào bất cứ ai cả. 2. Là phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khở dại, cũng hãy học cách kiểm soát được cảm xúc, giữ bình tĩnh. Dù buồn chán đến mấy cũng đừng kêu than, bởi chẳng ai có thể giải quyết được mớ bòng bong ấy ngoài bạn. 3. Nếu thích một món hàng hiệu nào đấy, đừng lên mạng xã hội đánh tiếng, ai tặng em sẽ yêu ngay, bởi hành động ấy sẽ khiến cho bạn trở nên tầm thường, rẻ tiền. Nếu thích, hãy nỗ lực kiếm tiền mà mua, lúc đấy chẳng ai có thể xem thường bạn cả. 4. Chỉ phụ nữ nông cạn mới khoác lác về bản thân mình. Phụ nữ khôn ngoan là người biết cân nhắc trước mọi lời thốt ra, càng không nói quá nhiều, không phô trương về chính mình. 5. Hãy dũng cảm từ bỏ, nhất là sẽ không bao giờ dùng tới hai từ giá như. Cô ấy dám chấp nhận sai lầm, dám nhận sai mà không bao giờ đổ lỗi hay oán hận bất cứ ai. 6. Bạn có thể không giàu có, nhưng nhất định phải là người phụ nữ có giáo dục. Đây không chỉ là bước đệm để bản thân có nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp, mà còn là nền tảng để tạo nên bản sắc riêng cho bản thân. 7. Phụ nữ cần xinh đẹp, nhưng càng cần có khí chất. Chẳng phải túi xách hàng hiệu, cũng không phải nước hoa đắt tiền. Thần thái đến từ cốt cách, lời ăn tiếng nói mới tạo nên phẩm giá của người phụ nữ đắt giá. 8. Khi chồng ngoại tình, người yêu bội bạc, phụ nữ khôn ngoan vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ đau thương, nhưng sau đấy họ sẽ chẳng bao giờ chất chứa những sự oán hận trong lòng. Đá phăng đàn ông tệ bạc khỏi đời, làm lại từ đầu là sự lựa chọn của cô ấy. 9. Cuối cùng đời phụ nữ, dù hạnh phúc hay khổ đau, bất hạnh hay an yên, dù đánh mất tất cả, cũng đừng để mất đi nụ cười. Tâm thái mới là thứ quyết định tất cả. Đừng để những sóng gió, mây đen che phủ hào quang của mình.